tôi đang một mình. Chính xác là tôi cô đơn, nhưng mà tôi biết phải làm sao khi tâm hồn này nó càng khổ hơn. Bởi vì tôi không thể yêu ai như cái cách mà tôi đã từng. Có lẽ là nhịp đập yêu thương ở trong tim tôi giờ nó đang ngừng. Ngừng gặp nhau khi còn chưa thấy từng khoảnh khắc tan vào nhau đó. Và sâu với nhau trong từng phút giây, đừng bước đi dù bước khi từng bước đi. Trước khi là có cánh chống vánh bị tước đi, nên tôi không muốn lời bắt đầu một câu chuyện buồn. Ước mi lại là những vết cắt, sẽ cắt từ trước là niềm đau, cồn cao là nỗi nhớ, phải chết thì mới là tìm đau. Đã bao lâu tôi không yêu, bản thân tôi cũng không nhớ, tôi không biết tôi có chịu, nên tôi biết phải làm sao, tôi đâu biết như thế nào. Xin ai đó hãy giúp tôi đi cho yêu thương được thế vào.